Làm lắm bằng nhiều món đấy. Đây, anh ơi anh thử một tí đi. Nó hơi cắt tiết một tí nhưng mà nó béo anh. Ủa nó sẽ ngon đấy. Anh mới luôn đi. Vâng, đây vô mới đây. Hai anh em mình quậy hết. Anh quậy em ơi. Anh nhá. Vâng. À, đau không anh ơi? Đúng rồi, đúng rồi. Anh ơi, bây giờ em muốn là hôm nay là em được, em muốn vào em giới thiệu với anh là các món nhà em này. Ok, đây cũng gian bếp nhà em cho này anh ạ. Có thể cắt được. Phát đến em và các anh em bạn bè của em luôn. Em giới thiệu với anh là hôm nay nhà em cũng có một số món để giới thiệu với anh. Đầu tiên là cái món này là món quả luộc chấm có quẹt anh ạ, chấm có quẹt. Vâng ạ. Đây anh đi tiếp theo, đây là cái món này là trâu tươi nhà em hết. Để co đẹp. Đây là đề co là có những đầu tiên là tiền trâu này, xong sẽ có sách lòng, tất tần tật những cái đồ mà. Okay. Đây là những cái món mà gia vị của chúng ta. Đây em đưa em vào xong rồi. Được. Được. Đây các bạn biết thì em đang làm đấy. Trâu tươi anh đảo anh có làm miếng không anh? Anh làm kiểu gì? Nó vừa lắm luôn đấy. Ôi cũng quá nhiều anh. Không em xong rồi, em nhà em xong hết rồi. Anh thử đi xem nó có ngon không anh? Vừa lâu rồi vừa mới làm. Nhà em để trông tươi nhà em mà các bạn biết nhà em đề co nó rất là hợp lý. Em thấy đề co rất là hợp lý. Thế là hôm các bạn nhà em vâng. Thế là hôm nay là em mời khách làm những món này thì bình thường thì mình có bán không? Có chứ anh, ở sau này là khả năng là sẽ cả một vâng, khả năng là xong là anh còn ở nhà em câu cá nữa không? Thế em có một câu đấy. Anh nhá, nhà em là thế là nhà em là nhà hàng bia Hà Phương, khu vườn sim thị trấn Hưng Canh thì xuống Vĩnh Phúc. Anh cứ đi từ nhà anh xuống anh đi cầu Nhật Tân này, sau anh đi qua anh ơi bán cái quan nhà em nhá. Đây bắt đầu khách đến đây, bây giờ bắt đầu nhé, ba giờ. À, 1 2 3 vậy đi, vậy đi, vậy đi, vậy đi. 1 2 3 với mạng lên, mạng lên. Chê, bên đây. Rồi. 2 1 2. Làm nên một bánh ngô. Cầm đi, đi ra ngoài này cứ đi được. Đi. Đi. Anh em có khăn mồm ở đây luôn nhá. Rồi, đi qua đi. Rồi, đặt ở một cái bàn ở đây nha. Rồi, ok, được rồi. Ok, cảm ơn. Tay nó tốt này, sao nó ra tự nhiên à? Sợ đáng ạ, sợ đáng ạ. 1, 2, 3, vậy, bắt đầu theo. Ok, chủ đi anh. Từ từ, anh ơi. Hai, qua xi an hay kiểu gì không ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
toàn thể các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể rất nhiều và có sự xuất hiện ca sĩ Thu Hương. Chắc chào kính mời quý vị cùng đón nghe. Thưa khách quý, lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc nhất ạ. Vì đường xa hơn.
xin ơn quý vị rất nhiều. Với một các tiếp theo cho biết tôi xin được gửi tặng tới.
Trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và kính chúc toàn thể quý vị sẽ cùng tất cả mọi người. Dạ, anh Vũ và anh thôi. Chỉ mình anh thôi. Không sao biết bao nhiêu. Em xinh này em bị dữ. Vâng, em mời anh đi ạ. Anh tưởng là mình anh thôi nha. Anh kia thì gái. Đây rồi. Em đeo nhiều cả hai. Anh ơi em chọn đây ở nhà hàng Bia Hà Phương tại địa chỉ khu vườn Sim, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Với Trương Hồng Phát và chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một buổi chiều tối thật vui vẻ và ý nghĩa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được thay lời cho ban tổ chức, thay lời cho chủ đầu tư nhà hàng, xin được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước khi Phi Long xin được nói đến những cái phần chính trong buổi tối ngày hôm nay, thì quý vị khách quý cùng toàn thể các quý vị bà con nhân dân sẽ cùng quay sang những người bên cạnh
khoảng 5 giây để dành cho nhau một cái bắt tay hoặc một cái ôm thật nồng hậu để chúc cho nhau nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, được không ạ? Và thưa quý vị thân mến, nếu như có thể được thì hãy vang lên những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc cho buổi lễ khai trương thành công tốt đẹp. Kính chúc toàn thể quý vị thân mến và dịch vụ ẩm thực tốt nhất, ngày hôm nay nhà hàng Bia Tươi Hà Phương trân trọng tổ chức lễ khai trương tại địa chỉ Hương Canh Vĩnh Phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày hôm nay thì ban tổ chức chúng tôi rất được vui mừng khi được đón tiếp toàn thể quý vị, cùng với đó là những lãng hoa hết sức tươi thắm để chúc mừng cho buổi lễ khai trương của chúng tôi trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, ngay lúc này thì chúng ta hãy cùng vang lên tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón tất cả toàn thể quý vị, quý vị đại biểu, quý vị khách ký, quý cùng toàn thể các quý vị bà con nhân dân, có được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, ngay lúc này thì ban tổ chức chúng tôi trân trọng được kính mời và giới thiệu lên trung tâm sân khấu anh Nguyễn Văn Khanh, chủ đầu tư nhà hàng Bia Hà Phương, sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu để có đôi lời phát biểu và chia sẻ cho buổi lễ khai trương đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời. Kính thưa các quý vị khách quý, xin chào các quý vị đối tác, bạn bè thân hữu gần xa. Tôi tên là Nguyễn Văn Khanh, chủ đầu tư nhà hàng Bia Hà Phương, địa chỉ tại khu vườn sim thị trấn Hương Canh, bình xuyên Vĩnh Phúc. Đầu tiên tôi xin gửi đến quý vị khách quý lời chào, lời cảm ơn sâu sắc nhất đã đến chúc mừng và chung vui với chúng tôi trong ngày đặc biệt hôm nay. Với niềm đam mê trong lĩnh vực ẩm thực cùng với mong muốn mở một nhà hàng mang đến những niềm vui và những món ăn ngon đến cho mọi người, chúng tôi mong muốn sẽ mang đến đối với khách hàng những dịch vụ tốt nhất, cùng với đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, với mức giá tốt nhất, cam kết sự hài lòng tuyệt đối. Và trong không khí hân hoan ngày hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2022, tôi xin trân trọng vui mừng thông báo khai trương nhà hàng Bia Hà Phương đầu tiên tại địa chỉ khu vườn sim thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Rất mong thời gian tới sẽ được toàn thể quý vị khách quý, bạn bè thân hữu gần xa cùng toàn thể mọi người sẽ ủng hộ để nhà hàng phát triển mạnh mẽ, đem tới cho khách hàng những món ăn ngon nhất, đảm bảo sức khỏe nhất và đặc biệt là giá cả tốt nhất. Một lần nữa xin gửi đến các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bạn đối tác, anh chị em trong có mặt trong lễ khai trương ngày hôm nay một lời chúc, một lời chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu không ngại đường xa đến đây chia vui cùng nhà hàng chúng tôi. Sau đây tôi xin tuyên bố lễ khai trương nhà hàng Bia Hà Phương xin được phép bắt đầu. Và lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người đã có mặt trong buổi lễ khai trương nhà hàng Bia Hà Phương ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh rất nhiều và xin mời anh hãy cùng nán lại sân khấu ạ. Cũng trân trọng được kính mời sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Hiệp, là chú ruột của chủ đầu tư nhà hàng Bia Hà Phương, anh Nguyễn Văn Khanh, và sẽ cùng trở lên trung tâm sân khấu để chúng ta hãy cùng khui rượu để khai tiệc cho chương trình lễ khai trương ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và ngay lúc này thì xin được trân trọng kính mời anh Nguyễn Văn Khanh của chúng ta hãy cùng khui rượu để chúc mừng cho buổi lễ khai trương trong buổi tối ngày hôm nay. Thân mến, như vậy là ngày hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2022
Nhà hàng bia Hà Phương tại địa chỉ khu vườn Sim, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chính thức đi vào khai trương hoạt động. Và kính chúc cho nhà hàng xin khai trương hồng phát và chúc cho toàn thể quý vị trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có một bữa tiệc thật ngon miệng và ý nghĩa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tới toàn thể các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý bà con nhân dân đã cùng trở lại và tham dự chương trình khai trương của chúng tôi, và kính chúc cho toàn thể quý vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, và kính chúc cho nhà hàng sẽ khai trương hồng phát, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trân trọng được kính mời toàn thể quý vị, chúng tôi hay xin mạn phép kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng đong đầy những ly rượu, những ly bia hoặc những ly nước ngọt của mình và cùng đứng dậy trong vòng 5 giây để cùng hô lớn 1, 2, 3, rô và 2, 3 chúc mừng khai trương, có được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời quý vị. Quý vị ơi, hơi bé ạ. Khai trương phát tài, phát lộc, phát bình an. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị thân mến, chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật ngon miệng tại nhà hàng của chúng tôi, và thật nhiều may mắn hơn nữa ngày hôm sau. Quý vị của chúng ta sẽ có mặt tại nhà hàng để ủng hộ thêm hơn nữa cho nhà hàng, để chúng tôi có thể mở thêm thật nhiều chi nhánh để phục vụ cho bà con thị trấn Hương Canh, có đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. We'll be right back.
tất cả quý vị. Phi Long xin gửi. Cho nhà hàng Hà Phương của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và kính chúc toàn thể quý vị sẽ có một buổi tối thật ngon miệng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Yêu là đâu, thương là đâu, sao chờ mong người về đâu vẫn nhớ về. Tình là có không khi nào và xin được kính chúc toàn thể quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật thành công. Giơ tay lên, lại lên đi. Nào, với tay được được nào, vẫn đây là 1, 2, 3. Nào, vào một, đây là 1, 2, 3 rồi như thế nào. Tất cả nhìn xuống đây nào, trở lại và gửi tặng quý vị một ca khúc rất quen thuộc sáng tác của thể đề. Thank you.
Thank you.
Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, và lấy lúc tình cảm của anh chị Quy Hương đã cùng trở về với chúng ta hôm nay với giọng ca tuyệt vời đến từ nước ta. Quay rồi. Ok. Rồi, chụp đi, chụp. Đấy, nhìn máy này, nhìn máy này. Em ơi, em chủ cho anh xin gọi chủ đầu tư nhá, đồng chí khách này nhá. Vâng, thưa quý vị ơi, chúng ta hãy cùng trở lên chúng ta sân khấu để cùng giao lưu với DJ và đồng điều tra hát ra của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay đi ạ. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng phát live stream của chúng ta để cùng gửi tới cho những người bạn, những người thân của mình biết tới nhà hàng của chúng tôi. Một là chương trình vô cùng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay lúc này thì sân khấu cũng đang hơi chịu tải một chút. Vậy nên là xin mời các anh chúng ta hãy cùng nhảy cùng dancer ở phía dưới sân khấu được không ạ? Xin mời các anh. Xin mời các anh ạ. Nóng 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 như cái lò, nóng nóng như cái lò, nóng 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 nó
Yeah.
lọc thịt đấy anh ạ. Nếu mà phải đi mua thì nó lại là ở đây cháu nhỉ?